nghề này thì nó hao sức khỏe à, vô cái nghề than này bụi này. Mới đồng đi với chị nè, chị thứ ba nè, chị dâu á, bà lãnh lò cái bà kêu đi mần, bà thấy ở nhà không có tiền, bà kêu đi mần đó, rồi đi mần rồi mới vô cái vô mần vậy chứ cái khói nó khó chịu lắm, ói xỉu, vậy cũng phải gắn đeo mần mà tới giờ đó. Mày khang này thì người nào cũng phải vậy thôi. Rồi xong xuôi ừ. Rồi anh xuống rửa mặt, rửa tay, rửa chân rồi lên xe. Nghề than ai cũng như ai, cực nhọc và đen đúa. Nhưng hoàn cảnh chị Nhiên thì chẳng giống ai ở đây. Sau mười mấy năm ở nhà làm dâu và lo việc nội trợ, chị theo chồng tìm việc ở lò than. Cứ tưởng vợ chồng cùng chịu cực thì cuộc sống gia đình sẽ khấm khá. Nào ngờ biến cố ập đến, chia lìa chồng vợ và khiến kinh tế gia đình gần như khấn kiệt. Trước thì ông đi mần ơi, ở ngoài em ở nhà mần, ở nhà vì có bà nội rồi đó, bà già đó. Rồi ở nhà lo cơm nước rồi chứ ba đầu bệnh đó, rồi ở nhà cơm nước. Rồi tới chừng rồi cái hồi thấy đo không nổi vậy thôi, không em đi mần, mới mần 4 năm nay thì anh mần anh mất. Quá vậy? Bằng đêm thì nằm thì khóc vậy. Phải có ảnh thì anh còn bằng tiếp là đo cho con được. Giờ nên bư thì cũng phải gắn đeo, tại số phận vậy thì thôi. Thì mình nghĩ rồi đó, mình có ảnh này bằng tiếp. Bây giờ mình không có, mình bằng ơn thì mình buồn vậy. Nó cực lắm. Trong ngoài gì cũng mình ơn. Giờ mình nên đi làm mà nuôi hai đứa con với có bà già chồng. Bà năm nay cũng yếu rồi, già cũng yếu. Cũng còn lặt vặt trong nhà đâu, nấu cơm, nấu nước rồi cũng được. Thế nha, Nhiên này là em vợ của tôi nè. Cũng mang anh em không à. Thì nói ngay chồng mất thì làm gì cũng phải khổ rồi. Mình nên mà làm nuôi hai ba người thấy cũng phải khổ rồi. Ta có chồng thì chồng con ta làm tiếp cũng đỡ hơn. Chừng 3 năm nay, con trai lớn của chị Nhiên cũng vào lò than làm việc để phụ mẹ. Chàng trai tuổi đôi mươi, không ngại gánh vác việc nặng, cần mẫn tìm sinh kế giữa khói bụi tối tăm. Nhưng ước mơ của tuổi trẻ thì luôn ở bên ngoài lò than. Dạ, làm cũng được mà bụi quá. Con tính lớn là con làm nghề YouTube. Dạ. Tại sao? Con phải quay phim. Con khoái nghề quay phim đó giờ. Giờ là con chứ không có gì quan trọng ấy. Giờ con là quan trọng nhất. Giờ gán mặn nuôi cho nó, lo cho nó làm sao mà nó đừng có khổ như mình, đi mặn mướn, mặn thê cực khổ. Có vất vả mới thanh nhàn. Ở xóm Hầm Than gian sông Cái Côn, không ít người đang quơ quào với nghề đốt ra tiền, chấp nhận đen đúa, lam lũ, cũng chẳng nề hà nặng nhọc để nuôi dưỡng ước mơ và tương lai tươi sáng cho con em mình. Mình rủ lại tập trung anh em mình bốc xếp làm để kiếm tiền sinh sống hàng ngày. Rồi ghe này mình làm cũng được 6-7 triệu rồi mình chia ra cho anh em vậy đó. 9-10 người vậy rồi 6-7 triệu mình chia ra anh em thì người cũng được vài trăm. Thì một tháng mình cũng làm được vài ba ghe vậy đó. Rồi để sống mà hết dịch rồi cũng mừng. Không cho anh em con cháu đồ mình làm. Thì mình cũng phải phục chứ. Mình nam thì cái này thì mình không thành vấn đề rồi. Nữ thì yếu sức mà làm vậy thì cũng phải kiên trì. Sáng giờ thắm chưa cô? Chưa. Tại vì như nhà cũng có ba người mà hai người đi làm nuôi mình thì cũng đủ. Nhưng mà mình thấy thì không có vui, thôi kệ mình đi mình phụ tiếp được phần nào đỡ phần nấy. Bây giờ là phụ nữ mà đàn nam là nó bình đẳng, cái gì mà đàn ông làm được là đàn bà làm được hết.
nhưng mà sức mạnh của mình thì nó không bằng thôi, nhưng mà làm được hết à. Nghỉ cơm đi ông ơi. Chưa hết chai mới ăn. 40 cây trời ơi, đặt cái lịch thế giới luôn. Nhiệt tình à, chừng nào mà nam nghỉ nữ mới được nghỉ. Thấy vậy cho bền lắm, làm bền lắm. Nhằm nữ mạnh sức hỏi giác cũng ngang ngửa như nam chứ bộ. Có nam giác nhiều hỏi giác nhiều mà nữ giác nhiều. Nữ bền hơn nam giác mỗi ngày, em thấy đó vậy đó chứ, giác mỗi ngày, ngày nào cũng ghe củi lớn lớn không à. Nữ làm thì nó chắc cú hơn đó, công việc gì hễ mà đưa cho phụ nữ làm là mình khỏi cần quan tâm tới, họ làm như cái ý mình luôn. Thì thường thường giao trách nhiệm là giao cho người nữ, bị người nữ là người ta làm là rất hiệu quả. Nghe ăn cơm chưa? Ăn cơm ơi, ăn cơm. Được không? Ăn rồi. Trời đó, xứng nhau ăn gì là vui ha. Này có ai nào? Đó của anh Sáu con ạ. Chị Chót đã có gần chục năm cùng chồng giác củi, từ hồi cả hai nên nghĩa Tàu Khang. Cùng làm, cùng ăn, cùng gánh giác và nếm trải những cơ cực của nghề. Chị không tiếc gì thời con gái đã qua, cũng chẳng ngại những nhọc nhằn sắp tới. Chị biết có cột thì mới nên kèo, vợ chồng đói nghèo có nhau mới là điều quý nhất. Trời ơi, ăn có miếng đâu có mấy chén mệt, ăn đâu có nhiều đâu nè, ăn gạo này còn nhiều nè, thấy không? Nhưng mà mệt ăn đâu có nhiều đâu. Tay chai hết trơn nè, thấy không? Lột da nè. Như mình ở nhà mình xứ sản cũng được, mà thấy mình đồng tiền mình nó không có mà gán mần tiếp chồng mình được cũng mần chứ. Để mình sửa sạn mà mình không eo hẹp cũng sửa sạn gì được. Thấy không? Rồi cái đôi bông cưới đâu rồi? Đôi bông cưới bỏ nhà rồi. Đeo này gớt à. Không được đâu. Mình quấn khăn rồi cái mình kéo nó gớt. Xương gái ở với cha mẹ mình sung sướng muốn chết. Nó không nhiều. Bây giờ có chồng có con mình thấy gán mình mừng lắm mà kiếm tiền đồ thêm chứ ở không không à, ai mà nuôi mình hoài, thấy không? Gán mặn lên mà có tiền có bạc rồi với người ta chứ sửa sạn hoài đâu được. Tôi danh 1963 mà tôi giác giác củi này mấy chú lấy tặng thằng không? Vô luôn, vô luôn. Nội trợ mà cũng làm đủ việc. Còn mình thì nam thì về nhà thì mình khỏe rồi, nam thì mình về nhà thì mình chỉ là mình nghỉ ngơi thôi, còn nữ thì về nhà là trời ơi đủ thứ công việc hết trơn, dẹp dọn cơm nước rồi nhà cửa rồi con cái đồ nữa. Phụ nữ Việt Nam nói chung là cũng đảm đang dữ lắm đó, công việc nhà công việc ngoài gì nếu mà họ làm được là họ là rất hay đó, rất giỏi luôn, chứ không phải là nói nam làm được mà nữ là không được, không có đâu. Thấy bề ngoài yếu đuối với bên trong mạnh dạn. Mình thì nói chung là tiền bạc hơi thiếu thốn, bà xã rồi đi theo cũng làm rồi thấy cũng cực quá. Mới ra riêng á, nói chung là thương vợ là chỉ biết về nói chuyện nhỏ nhẹ rồi với vợ thôi, chứ là không có biết cách nói với vợ luôn á. Thấy nhìn vợ thấy mặt nặng nề rồi vậy đó. Về nhiều khi mình cũng suy nghĩ cũng buồn á. Về thì chuyện nhà thì hai đứa cùng mận vậy đó anh, đứa mận này đứa mận kia vậy đó, cũng tắm rửa con, đứa tắm rửa con thì đứa nấu cơm rồi vậy đó, cũng hòa đồng rồi vậy đó, đứa nào cũng mệt hết. Mệt quá uống nước không trôi nữa đó. Có mệt đến mấy tất cả vẫn luôn chân luôn tay, không ai lánh nặng tìm nhẹ. Bởi cuộc sống là riêng, nhưng công việc là chung. Những bờ vai mềm yếu vẫn luôn vững chãi, đôi chân dù mỏi mệt vẫn luôn miệt mài. Dạ,
mình gán mận lên mình cho con mình thoát cái cảnh này, mà không biết nó có chịu học không đây nè. Nếu mà nó chịu học thì mình gán mận lên cho nó học. Mận công ty được cũng khỏe hơn mình đây. Đổi sức lấy tiền công, bước vào chỗ tối để ngày mai tươi sáng. Đã bao năm, nghề hầm than dẫu nhọc nhằn vẫn cho ra những mẻ vàng đen nhiều giá trị. Và cũng ở nơi đen đúa này, những nữ nhân công đâu khác gì vàng mười giữa vất vả cần lao. Họ không cần đến phấn son mà vẫn lặng lẽ tỏa sáng theo cách riêng. Có lẽ chẳng ai ở đây cần được tung hô, khen thưởng hay vinh danh. Họ chỉ mong là cánh hoa đẹp nhất trong gia đình ấm êm hạnh phúc. Tôi ở nhà tôi chịu không nổi. À phải đi mày. Tại vì mình có mần mới có ăn, chứ còn nếu mà muốn đẹp thì mình nói không mà nó phải đẹp rồi. Còn chuyện mần kiếm tiền thì giờ đen cỡ nào cũng phải mần hết. Mình vì chồng vì con, rồi về gia đình mình này kia tùm lum hết, mình ra phải mần. Cũng người dân đây là ta nhờ nghề than lắm, đây có một chuyện làm. Làm than này về đâu có trắng được, về là phải đen à. Cũng thấy mình cũng đâu có gì đâu, thấy đen đen thì mình về tắm rửa cũng sạch sơn như đâu có gì đâu. Hình như lâu lắm luôn rồi đó. Đi mần về mệt rồi nghỉ thôi, đâu có sửa sạn son phấn gì. Nắng gì đây mà sửa sạn biết chừng nào mà cho nó trắng trẻo, cho nó đẹp lại được. Phải ở nhà đồ sửa sạn đồ mới có cả tháng ngoài 2 tháng rồi thì ở không luôn rồi nghỉ luôn chứ rồi. Thì về thì cũng mà có soi gương đâu biết đẹp hay không. Về tắm rồi chải đầu rồi ngủ vậy chứ. Giống như nhau chứ khác gì nữa. Mình cũng đen như than, than cũng như mình. Chị Nhiên gần như là người cười nhiều nhất ở đây. Chị vui vì con trai mình, em Huy, đã xin được việc làm ở công ty. Tương lai coi như đã có phần sáng lạng. Chị không nghĩ mình sẽ đi thêm bước nữa, nhưng sẽ lạc quan bám trụ với nghề để dốc sức vì con. Bây giờ mình cũng gái gán vui gán lượng lên ăn mình nuôi con lo cho con mình. Mình sao cũng được, hy vọng nó sống nó khỏe, đừng cực cho mình được.